Em có thể chia sẻ đôi chút về bản thân và công việc hiện tại của mình được không? À, hiện tại em đang làm việc ở công ty Panasonic System Network Việt Nam ở phòng xuất nhập khẩu ạ. Ừ. À, trước đây thì em cũng có từng thi TOEIC ích rồi, à, nhưng mà thật ra lúc đấy thì em không có ôn bài bản gì cả, mà chỉ là dựa vào cái tiếng Anh mình đã biết để ôn thì điểm số trước đây của em là 890 năm 2022 ạ sau đấy thì năm vừa rồi có tham gia lớp học của cô Thu Hương bên trung tâm mình ở công ty là hai buổi một tuần thì sau đó em đã đạt được số điểm cũng khá là ok. <laughs> Tốt quá. Như vậy là công việc của Mi là làm ở vòng xuất nhập khẩu của Panasonic chắc chắn đó. là sử dụng tiếng Anh là hầu như 100% trong công việc đúng không? Vâng đúng ạ. Không? Ừ. thế uh, cho cô Hoa hỏi một chút đó là uh, uh, Mi có thể chia sẻ cái lý do mà tại sao Panasonic lại uh, 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 mở lớp để Mi cũng như là Panasonic đồng hành với Mi X nhỉ? Ừ, Thật ra cái này um, việc mà chọn bên nào để hợp tác thì là do bên phòng hành chính nhân sự em không rõ lắm nhưng mà theo em biết thì uh, Mi đã đồng hành cùng công ty em khá là lâu trong các lớp học đào tạo cho công nhân viên thì trước đấy các anh chị ấy cũng có những cái điểm số tốt thì em nghĩ là ừ. dựa vào mối quan hệ hợp tác lâu năm và uh, uy tín <cười> <cười> đúng rồi đấy à, Panasonic mà à, cô Hoa thời à, mà còn có chị à, à, phụ trách mảng nhân sự chị à, Thẩm Mỹ Hằng ấy thì là ừ. cách đây khoảng tám năm rồi và Panasonic là đối tác rất là à, gọi là quen thuộc và và và, và, và lâu đời của Microsoft cũng là một cái niềm tự hào của bên cô đấy để, à, uh, các anh chị ở trong lớp học của Mi thì uh, đã có anh chị nào thi chưa và kết quả như nào mà Mi? Uh, lớp em thì có khoảng tầm 5 anh chị thi thì có một chị khác cũng được 950. Ờ uh, uh. hai anh chị được 850, một chị uh. được 925. Ôi trời <cười> Wow. <cười> Ê, tuyệt vời quá, cô rất là mừng. À uh, Mi này, uh, cho cô Hoa hỏi một chút đó là uh, uh, Cô Hoa thấy rằng là doanh nghiệp Panasonic là một trong những cái doanh nghiệp mà tập trung trọng yếu trong cái việc nâng cao cái năng lực ngôn ngữ cho nhân sự của 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 công ty. Thì em thấy cái đường, đường lối như vậy có đúng không và em có có cái chia sẻ nào cho những công ty uh, khác uh, chia sẻ sâu hơn đấy uh, cho mọi người để biết là tại sao cái cái điểm tốt của cái chính sách đấy. Em nghĩ là thật ra tiếng anh bây giờ thì uh, mọi người nghĩ là ai cũng cần nhưng mà cần ở cái mức độ nào thì nó lại tùy vào cái nhu cầu của doanh nghiệp đấy thì đối với những cái doanh nghiệp nước ngoài ở công ty ở việt nam thì hầu hết là mọi người đều yêu cầu tiếng anh đặc biệt cụ thể là TOEIC ích bởi vì nó uh, là cái rất thiết thực trong công việc của mọi người thôi. ví dụ như là để cách báo cáo này hay là viết email hay là trao đổi summary làm sao summarize thông tin làm sao cho nó gãy gọn thì tổ ích là cái rất là cần thiết trong những kỹ năng đấy thì công ty em có duy trì hoạt động không chỉ là cho tiếng Anh mà cho cả tiếng Nhật và những cái kỹ năng khác trên ninh hàng năm như vậy thì em nghĩ rất là tốt rất là bổ ích cho nhân viên và nó cũng rất đấy. tiện bởi vì là các giáo viên sắp xếp đến công ty thì mọi người có thể giảm thiểu được cái thời gian di chuyển sau giờ làm mọi người có thể vào học luôn đấy, còn nếu mà đến trung tâm thì em nghĩ là chưa chắc đã theo được hết khóa bởi vì công việc cũng rất là bận đúng rồi rất là tuyệt vời cảm ơn chia sẻ của hà my nhé à, cho cô hoa hỏi một chút đó là cô hoa biết là panasonic là à, nếu như mà nhân viên của công ty mà đạt được điểm tối cao ấy thì sẽ có những cái chính sách về à, phúc lợi hay là lương thưởng đúng vâng. không my vâng bên à, bên công ty em thì có chính sách về trợ cấp ngoại ngữ à, nhưng mà sẽ có hiệu lực ở trong vòng 3 năm ạ. Tức là nó cũng như là hiệu lực của cái certificate của mình luôn Cái đấy nó vừa là cái động lực để mọi người đi học nâng cao Và hết thì mọi người vẫn sẽ học tiếp Chứ không bị ý wow. Tuyệt vời quá Cái điểm tốt mà bọn em ghi nhận Đấy là cô giáo rất là nhiệt tình Tức là ngoài cái giờ học trên lớp Thì cô cũng có các giờ chữa bài online Hoặc là mọi người muốn hỏi cái gì thì Thường cô sẽ giải đáp luôn Um, và cái uh, lượng đề cô cho thì nó cũng hợp lý, gọi là một tuần một đề trên lớp thì không nào sắp xếp được thì cũng có thể làm một phụ đề thì em nghĩ như thế là hợp lý bởi vì mình đã học để thi chứ không phải học dông dài như vậy nó giải quyết luôn cái uh, cái target cuối cùng của em đấy là đi thi